đầu mùa hè đến nay, lượng tiêu thụ thiết bị quạt sạc tích điện của cửa hàng này tăng cao. Mặc dù đã liên tục nhập hàng về, nhưng vẫn không đủ để bán. Tôi cũng đã đi mấy cửa hàng rồi, nhưng mà quạt tích điện thì rất là khan hiếm. Sáng thì cũng có xem, nhưng mà đến chiều mới mua được thì gần như là các cửa hàng không còn. May là vào HC thì còn duy nhất được 2 chiếc, thì tôi cũng lấy cả. Tại vì hôm qua bị cắt điện là các cháu nóng quá không ngủ được. Hiện tại là cái nhu cầu sử dụng quạt tích điện của khách hàng tương đối khá là lớn ạ. So với mấy ngày gần đây thì chúng tôi bán ra số lượng gấp 4 đến 5 lần so với những ngày thường. Hiện tại thì bên tôi hiện tại là đang hết sạch các mặt hàng quạt tích điện, và phương án tới là chúng tôi cũng điều chỉnh hàng số lượng nhiều hơn nữa, gấp rất là nhiều lần nữa để về phục vụ cho khách hàng. Mấy ngày gần đây, nắng nóng đỉnh điểm, nhiều khu vực bị cắt điện luân phiên khiến nhu cầu về quạt tích điện càng tăng cao. Tuy liên tục cháy hàng, song giá cả các mặt hàng này vẫn tương đối ổn định, dao động từ 400.000 đến hơn 2,5 triệu đồng một thiết bị. Mẫu mã và chủng loại đa dạng với nhiều công suất. Bên tôi thì đang có bán rất là nhiều model và đáp ứng cho khách hàng, ví dụ như là kể cả giá rất là hợp lý, bình dân nhưng mà vẫn đủ số điện tiếng để tích trong cái thời gian mà mất điện. Và trong cái thời gian tới thì là sẽ có những cái đợt nắng nóng và những cái đợt mất điện, thì chúng tôi luôn là sẽ cập nhật nhiều model mới hoặc là nhiều sản phẩm mới để đáp ứng nhu cầu của khách hàng một cách tốt nhất. Khi khách hàng mua quạt tích điện về ấy ạ, thì lần đầu tiên mình sử dụng là mình sạc 24 giờ đồng hồ giúp chúng tôi. Dạ vâng. Còn những ngày tiếp theo ấy thì mình cứ sử dụng đầy thì mình dùng thôi ạ. Khi lựa chọn thì khách hàng lên đến những siêu thị điện máy lớn. Theo tìm hiểu của phóng viên, trên thị trường cũng đã xuất hiện nhiều loại quạt tích điện giá rẻ, không có nguồn gốc xuất xứ, nguy cơ cao xảy ra cháy nổ khi sạc. Vì vậy, người tiêu dùng nên chọn mua các sản phẩm này tại các siêu thị, cửa hàng uy tín và chú ý đến nhãn hiệu, thương hiệu sản phẩm và công suất ắc quy